Thảo sẽ hướng dẫn mọi người cách mà pha muối ớt để mà ướp đồ nướng nha. Tại vì sẵn ướp đồ nướng mình làm luôn. Để muối, đầu tiên là muối nè. Ta để muối vô ba chừng, với đồ nhiều để nhiều, 4 muỗng muối, bột ngọt ít thôi, còn nhiều cũng ngon. Đường nha, thì một tí đường thôi, để đường nhiều quá nó sẽ khét. Ớt này là bột ớt, ai có ớt tươi bỏ ớt tươi, có mật ong mà có, nếu có mật ong thì khỏi để, khỏi để đường nha, có mật ong khỏi để đường. Còn ớt ớt tươi thì bầm nhuyễn ra, còn thả hết bột ớt ớt nó đẹp. Rồi khâu là tiếp theo là sa tế, bỏ tí sa tế cho tôi có màu. Sẽ có màu. Rồi mình xịt thêm một ít nước tương. Đây, một ít nước tương vào. Để cho nó có độ sệt 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 á. Và thêm miếng tương ớt vô nha. Ai ăn cay thì để ít thôi nha, để nhiều quá nó cay rồi là ăn được. Đây, rồi quậy đều lên. Cho nó có thành độ sệt 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 đi nha. Khi mình ướp nó sẽ ngon hơn. Cái hỗn hợp đều nha hết. Đều luôn. Nó tan ra. Mọi người có thể nêm, nêm với theo khẩu vị của mình, thích mặn thích ngọt. Gà như thế nào? Cái màu đẹp không? Ướp xong rồi mình chế vô đồ mình ướp nha, cần ướp nha, chế vô và tha cho đều ra. Mọi người có nhiều thì để nhiều nha, để ví dụ như ướp nguyên con gà, nguyên con vịt, hay là ướp nguyên cái gà quên nữa rồi, trước khi ướp để tí chanh vô nha mọi người. Nãy giờ Thảo đã để chanh vô rồi đó, Thảo đã tha chanh rồi. Khi mình tha chanh vô cái da của nó thì mình sẽ nướng nó sẽ giòn, rất là giòn da nha. Ướp lên ướp cho đều ra. Cái này là tại vì gà vịt đây nó dai cho nên là mình phải luộc sơ qua cái rồi mới nướng lên. Mà nó rất là ngon.